Đó, chạy xương xương để test cái con máy cho anh em coi thôi nha. Mình test để biết. Ok, chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên cho anh em con máy cài Kubota, lại là dọc Kubota ha. Là 2626 HP, một cầu Banker Soccer nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành cho anh em coi phần phía trước nha. Đó, phần phía trước của nó phải nói chứ là cực kỳ đẹp luôn nha. Nó rồi sẵn nói luôn, vàng lông này có dặm lại rồi ha, nó có sơn lại rồi cho nên nó rất là mới, rất là đã luôn. Kiểu như nó bị đầy xương xương mình để thì nó bị lốm đốm cho nên là mình vớt luôn cái cho nó cực kỳ đẹp luôn ha. Còn rất là cứng cáp luôn nha, còn rất là cứng luôn. Rồi đèn nè, nguyên zin luôn nè, cực kỳ đã luôn, sáng trưng luôn, ngon là thằng đào luôn. Mâm trước đẹp nè, đẹp nè, nó thấy không, còn rất là cứng cáp, còn lành luôn. Nó nhìn rất là đã luôn. Máy móc thì là nguyên zin, chưa có đụng chạm gì hết nha. Đó, vỏ trước nè, gai bên đây cũng gai nè, thấy không, tem này là tem zin, nó sẽ không có dán nha. Đó, là 2600 Kubota luôn. Đó, ống bô nè còn rất là ok luôn. Đó, ở bên trong nó còn xanh xanh, kiểu như xanh xanh đó ha, xanh xanh trắng trắng, có nghĩa là nó còn rất là ok luôn, chưa có bị rỉ gì tới, chỉ có cổ bô này nó bị rỉ xương xương này ha. Máy còn rất là đẹp luôn nè, thấy chưa, đẹp thì đẹp, chỗ nào rỉ thì rỉ còn nguyên ha. Nè, ốc nè bị rỉ, nó bị nè, thấy không, rỉ nè, thấy không, nó còn khóa đâu nè, chưa đụng chạm, chưa mở, chưa gì hết luôn ha. Còn nói chung là đẹp, đẹp cả đó đó. Đó, chủ đề hoặc là cành đào luôn, anh em nào muốn mua củ đề, dynamo gì thì cứ liên hệ mình có hết luôn nha. Giờ sợ gầm cho anh em coi luôn nha. Đó, anh em coi máy thì tự đánh giá luôn nha. Đó, thấy không, đẹp thì mới dám sợ gầm chứ còn số xấu ai mà dám sợ gầm cho coi. Đó, cỡ này thì dòng Kubota thì nồi còng có đá, mà có xài thì xài rất là sướng, có gì đâu mà phải lo sợ ha, không có băn khoăn gì trơn nha. Chỉ cần chuẩn bị lúa là lấy gì xài thôi. Nè, ghế nè, trời ơi, nhìn cái ghế này thì ta biết ghế gì rồi đó nè. Nó còn những cái bọc ni lông nè, chưa kịch ra hết nè. Thì ghế xài rất là đã luôn ha, xin luôn đó nghe. Từng số, số chạy, số sới, hoặc là cần đào luôn. Nè, Meteor bên đây nè, số sới, máy đẹp. Về này á, là do đã dậm rồi cho nên là nó sẽ mới to, không có gì hết trơn á, cho nên là yên tâm đi ha. Rồi cái mâm phía sau nè, nó đẹp, vẫn là cái màu cam huyền thoại luôn, nhưng mà nó vẫn là phải để ngoài bãi thì nó vẫn bị rỉ xương xương nha. Nó thấy không, có sao thì nói vậy. Rồi ok nè, gai nè, gai như thế nào rồi cho coi gai như thế đó, đến trực tiếp coi nó cũng bị chen gì thôi. Đó, còn cái phía trước quan trọng là cái gai phía trước nè, thấy không, nó trên đây nè, nó gai nhẹ nhẹ thôi chứ không có gì lớn hết trơn luôn. Rồi tới bên đây, rồi sẵn cho coi lưng ghế nè, cái lưng ghế zin nè, thấy không, đó, lưng ghế zin của Kubota thì lúc nào nó cũng là cái màu cam cam vậy trơn luôn á. Đây, đó, chuột nè, rồi cho anh em có cái đùi nè, cái đùi chà bá luôn nè. Nó mấy cái dòng này thì nội đồng khói đá cho nên anh em yên tâm luôn ha. Con này thì mình có thể là cuốn rơm kéo cài thì vô tư luôn ha, tùy theo các nhu cầu của mình ha. Ví dụ như hai cầu đắt quá thì mình hạ xuống một cầu cho nó nhẹ tiền thì xài cho nó ngon ha. Mà tùy theo cái nhu cầu mình có cấp thiết phải dùng hai cầu hay không, đã bắt buộc phải dùng hai cầu thì không nên dùng một cầu nhé. Nó kiểu vậy, đẹp. Kiếm này, kiếm Nhật, đồ lông cao, đồ lông đao, thấy không, quá đã luôn. Thì con này thì Banker Soccer còn rất là mới luôn nè, mà heo rất là dày luôn nè, mặc dù nó vẫn còn bị rỉ xương xương nè, thấy không, tóc cái lớp sơn thì đụng nước nó bị rỉ là chuyện bình thường nha. Đó, còn cứng cáp ngon lành luôn, xài thì bao xài luôn, đã dặm như thế này, sơn như thế này rồi thì mình xài thì đời nào nó mới có vấn đề gì nha. Nó gặp mà ai xài kỹ nó thì thôi chứ, này là đèn phản quang thôi chứ không có gì hết nè. Vỏ bên đây cũng còn rất là đẹp luôn nè, thấy không, đó
mâm đây cũng còn đẹp, đẹp thì đẹp nhưng mà rỉ thì rỉ, chỗ nào rỉ rỉ, chỗ nào đẹp thì đẹp ha. Nó thì anh em coi vừa mắt thì anh em liên hệ nha, số điện thoại thì mình để cái trên phần mô tả luôn, giá để trên phần mô tả luôn, anh em coi thì vừa mắt thì liên hệ, giá cả thì có thể thương lượng, có điện thoại số điện thoại là thương lượng ha. Đó, giá trên để mình để trên video á, phần lớn là để tham khảo thôi ha. Đó, còn anh em mà muốn mua thì cứ điện thoại trực tiếp nè ha, nó thương lượng nhẹ á, thương lượng mạnh gì á thì cứ điện thoại đi là ok ha, được giá thì là cho đi à. Ship Bắc Trung Nam và ship toàn quốc luôn ha, ở đâu cũng ship được hết ha, thậm chí bên Lào ship còn được đây mà. Rồi tới bên đây đẹp, gặp bên đây đó, gặp bên đây thì cũng gặp gừng luôn, cực kỳ đẹp luôn, nội thất nè thấy không nè, bốn mái luôn, cực kỳ đã luôn, nội thất là nguyên kia chưa có đụng chạm, không có sơn phết gì trơn á, cho nên có anh sao thấy vậy á, cái màu xanh này là màu xanh huyền thoại của cái dòng của ta luôn đó, xanh này dạng xanh biển cái gì á, đúng rồi xanh biển đây thấy không, cực kỳ đã luôn, cái này gắn kiến mà chưa có kiến gắn vô, rồi dở lên cho anh em coi nội thất nè, đó thấy không, nó sơn lại thì nó mới gì đâu phải đạo rồi, còn chỗ này thì nguyên zin nè thấy không, nó từ từ cho anh em coi nè ha, đó máy móc quan trọng là cái máy thôi, còn những cái phần khác mình có thể bổ sung như thêm, ví dụ như là vỏ nè, dè nè, mình có thể dậm sơn là chuyện bình thường, không có gì hết trơn, rồi xin phép hạ xuống nha. Rồi tới bên đây đó thì địa chỉ là quốc lộ 1A ấp 1 xã Mỹ Yên huyện Bến Lức tỉnh Long An, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha, liên hệ số điện thoại mình để trên phần mô tả hoặc trên phần tiêu đề luôn, cứ nhấp vô là bấm số điện thoại, số điện thoại này có Zalo luôn á, thương lượng thoải mái nha, không có vấn đề đâu, không có gì phải ngại đâu nha. Rồi giờ mình sẽ đi xa xa ra cho anh em coi phần tổng quan một cái, rồi cái mình test con máy cho anh em coi ha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành test con máy này ha, Kubota L2600, mình xin nhắc lại xương xương luôn ha, 26 HP, một cầu nha, mình cơ số cơ thì máy thì cực kỳ đẹp luôn, nó chạy xương xương, để test cái con máy cho anh em coi thôi ha, mình test để biết có máy có bị lỗi gì để mình khắc phục sự cố luôn, chứ để khi giao máy rồi nó lỗi thì mình phải đi tới tận nơi hoặc là phí sửa chữa nó rất là cao ha, cho nên mình làm rất là kỹ lưỡng và ngon lành luôn, cho nên anh em khi nhận máy á là khỏi có lo gì hết trơn á, nhận máy mà chỉ có việc là lên xe mà làm việc thôi. Đó, mong muốn là cho anh em mua máy về để xài phục vụ tốt, kiếm được lúa ha. Đó, cho nên anh em yên tâm đi, uy tín,